cây mà mình quay cho mọi người ở cái video mùa thu. Bây giờ nó rụng sạch lá luôn. Không biết ai là team thích mùa đông ha? Những người yêu cái lạnh, thích mỗi lần nói chuyện thì miệng thả ra khói và khoác trên mình những bộ đồ len và khăn choàng các kiểu. Những ngày đầu tháng 6 ở Adelaide, phải nói là giơ tay nói lời xin chào mùa đông thứ hai của tụi mình ở vùng đất Nam Úc này. Mùa đông năm nay bắt đầu bằng những đợt gió mạnh, lạnh buốt và mưa rả rích kéo dài cả tuần lễ luôn. Mỗi mùa đều có những đặc trưng riêng, vì thế sống ở nơi có khí hậu bốn mùa rõ rệt như Úc thì mỗi năm đều có những thi vị, những cảm xúc và những cái màu sắc khác nhau. Buổi sáng mùa đông khi mà tỉnh dậy, chỉ muốn cuộn tròn trong cái chăn, nghe gió rít ở bên ngoài, chẳng muốn ra khỏi giường. Bên ngoài thì mưa phùn lất phất, lúc to lúc nhỏ và kéo dài. Đường phố thì được phủ có một cái màu xám của trời mùa đông, ướt nhẹp và đầy mây mù như vậy nè. Lịch trình hôm nay tụi mình sẽ đi Tea Tree. Khu vực Tea Tree thì khá là xa cho nên nó sẽ cách tầm 40 phút chạy xe. Bây giờ Tony đang đổ xăng. Sau đó thì mình sẽ đi. Siêu gió luôn. Chance to
đẹp gì đâu. Tự nhiên chồng giống như cứ kéo 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 quá. Hôm nay thì tụi mình sẽ ăn seafood bát Thái. Sốt cho một salad cũng như là gỏi đu đủ. Quán này khá là dễ thương. Thank you. Mày. This you see, I'm so high up in the sea. You take me to a safe place. We set deep on the same face. Yeah, I'm crazy. You like that? Don't back down. No, you jerk back. Keep it spicy. That's a fact. Then you walk giddy up like a stallion. Saddle up and ride you. We cross in the line like a champion. Năm nay có vẻ đông lạnh hơn năm trước theo cái cảm nhận của tụi mình. Khu vực tụi mình ở thì lại gần biển nên có gió nhiều, có nhiệt độ là 11 độ lúc này, nhưng cộng với sức gió nên trên hệ thống báo là cảm nhận khoảng 7 độ. Nhưng có lẽ mùa đông thì đặc biệt nhất vì cái lạnh buốt, gió và mưa phùn, và đặc biệt hơn là cảm giác thèm ăn cà rem vào cái mùa đông. Tụi mình ngồi ăn cà rem, bên ngoài thì trời tối mịt. Tuy mới có 5 giờ chiều thôi, loáng thoáng có vài bóng người bên ngoài trong những cái bộ quần áo bông ấm áp. Dù là mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, nhưng lại được sống trong tình yêu thương của những người xung quanh thì đối với mình mùa đông không lạnh tí nào mà lại ấm áp vô cùng. Được vài hôm trời tạnh mưa, được một tí thì tụi mình mon men dạo quanh Adelaide đây. Mọi người cùng mình với những thước phim dạo quanh thành phố Adelaide nhé. You can't deny the fact that you are growing old. You have a thousand eyes that never fall asleep.
when I've had enough of your beauty. Mùa đông đáng lẽ không chỉ của riêng mình, nhưng mình nghĩ đa số chúng ta vẫn được thích hưởng lấy một mùa đông ấm áp, trao nhau những cái ôm, thích được đi ăn kem, nghe một bản nhạc không lời và hít hà vì cái lạnh. Nhưng cũng trong cái se se lạnh ấy, đôi lúc chúng ta cũng có những cái cảm xúc thật là khó tả và những cái thay đổi trong những bước đi và suy nghĩ. Có thể chúng ta sẽ quay lại với một tâm thế sẵn sàng hơn, là chọn để được học hỏi tiếp, chứ không phải bị sống trong một tình thế mắc kẹt nữa. Chúc mừng bản thân của chúng ta, từ giờ đây sẽ tiếp tục nhìn mọi thứ xảy đến như là một cơ hội. Mọi nơi đặt chân đến là cơ duyên, mọi dòng gió gì cũng là lộ trình, đều có ý nghĩa và giá trị của nó, chứ không phải là rủi ro nữa. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Chúc mọi người có một mùa đông thật là ấm áp và một cuộc sống thật là an lành. Bye bye!